khi phản động không từ một thủ đoạn nào để xuyên tạc phát biểu của lãnh đạo. Sáng ngày 27 tháng 6 năm 2020, thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư với chủ đề Hà Nội 2020 hợp tác đầu tư và phát triển với mục tiêu vực dậy nền kinh tế sau đại dịch COVID-19. Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, ông Vương Đình Huệ cho hay, trong dự thảo báo cáo chính trị chuẩn của Đại hội Đảng bộ lần thứ 17, dự kiến diễn ra cuối tháng 10 năm 2020, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Tới năm 2025, Hà Nội là thành phố có năng lực cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Đến năm 2030, Hà Nội là thành phố cạnh tranh quốc tế với thu nhập bình quân đầu người là 13 đến 14.000 USD trên người. Đến năm 2045, Hà Nội là thành phố toàn cầu với thu nhập bình quân đầu người 36.000 USD. Thông tin về những phát biểu trên của Bí thư Hà Nội đã được các báo điện tử thông tin như trên trang Vietnamnet đề cập. Tới năm 2025, Hà Nội là thành phố có năng lực cạnh tranh cao trong nước và khu vực. Đến năm 2030 là thành phố cạnh tranh quốc tế với thu nhập bình quân đầu người 13 đến 14.000 USD. Đến năm 2045, Hà Nội là thành phố toàn cầu với thu nhập bình quân đầu người 36.000 USD. Từ những thông tin chính thống trên, chúng ta có thể thấy rõ rằng mục tiêu mong muốn của Hà Nội là đến năm 2030 có thu nhập bình quân đầu người sẽ là 13 đến 14.000 USD, là mục tiêu mà cả chính quyền và nhân dân thủ đô đều mong muốn phấn đấu có được. Vậy mà, trên trang Facebook cá nhân của mình, đối tượng phản động Huỳnh Ngọc Chênh đã đăng tải nội dung có thông tin mang tính bạo lực và kích động. Cả nước tăng cường hối lộ ra Trung ương và bắt hết nông dân Hà Nội vào tù hoặc bắn bỏ thì Hà Nội dự đạt được chỉ tiêu này. Kèm theo đó là bức ảnh của Bí thư Hà Nội, ông Vương Đình Huệ với dòng chú thích. Năm 2025, thu nhập dân Hà Nội sẽ đạt 13.000 USD đến 14.000 USD trên người. Năm 2045 sẽ đạt 36.000 USD trên người. Như hùa theo lời Huỳnh Ngọc Chênh, trên trang Facebook của mình, đối tượng Mạc Văn Trang tiếp tục có những lời bình luận chia sẻ xúc phạm về Bí thư Hà Nội và chế độ. Vì mục đích chống phá, đặc biệt là trong thời điểm Đại hội Đảng đang đến gần, mà hai đối tượng chống phá là Huỳnh Ngọc Chênh và Mạc Văn Trang đã xuyên tạc thông tin năm 2025, Hà Nội sẽ có thu nhập từ 13.000 đến 14.000 USD trên người, và từ đó đưa ra những luận điệu xuyên tạc, nói xấu chế độ và xúc phạm đến cá nhân Bí thư Hà Nội là điều không thể chấp nhận được. Rõ ràng mục đích bịa đặt, xuyên tạc là bản chất của những kẻ tự xưng là đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền như Huỳnh Ngọc Chênh, Mạc Văn Trang cùng đồng bọn. Và với những thông tin đăng tải sai sự thật trên mạng Facebook cá nhân của mình, rất có thể những đối tượng này sẽ phải chịu sự trừng trị của pháp luật, nhất là khi luật an ninh mạng và nghị định hướng dẫn của chính phủ về việc thực thi luật an ninh mạng đã có hiệu lực và đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần hiệu quả vào công tác phòng, chống, đấu tranh với những hành vi vi phạm trên không gian mạng.